Xin chào các bạn, hôm nay mình xin giới thiệu cho các bạn tới cái đèn flash LED. Đây, bạn thấy trước mặt mình đây. Self-focus, ok. Đèn flash này có độ sáng là 2500 lumens. Là đèn sáng có cái chế độ zoom, độ zoom này. Zoom được. À, kéo ra, kéo vô. Để mình thử với bạn coi ha. Đây bây giờ mình để chế độ mà góc rộng, đây bạn đã thấy à, nó rộng ra. Bây giờ mình kéo cho nó nhỏ lại nha, à, ánh sáng gì đó, zoom lại, rộng ra, zoom lại, rộng ra, zoom lại vậy thôi. Nó có ba chế độ đèn. Chế độ này là chế độ bình thường, cái độ nháy nháy sáng nữa. Đây, chế độ nháy. Và chế độ cầu cứu SOS. Thấy không? Đó, SOS nó vậy đó. Tắt. Nút bật tắt nằm phía sau. Nó màu cam, nó bằng cao su đi với cái đèn, nó có sợi dây. Cái đèn flash này sử dụng sử dụng được ba loại pin khác nhau. Một loại là một cục pin loại 18650, hay là một loại 16650, hay là cái loại đơn giản phổ biến nhất là xài ba cục pin 3A. Bài giới thiệu của đèn flash LED mình đây đã hết. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Thân mến và chào. Hẹn gặp lại.